Hello mấy anh em, bữa nay có sự kiện huy hiệu lao động tuần này còn nhận tùy cái loại quân nhu mà chúng ta chuyển nó đến từ người ha. Cái này riêng binh khí thì là đưa tới quan thắng, còn nếu mà cái khác thì 1 trong 3 hàng đó rồi. Ok xong. Chào sắp tiếp hiện tượng là một ngày được làm một bao mà đây kéo dài đến ngày 12 tháng 5 là chúng ta chỉ có mà 2 tuần ha, 2 tuần thì chỉ được, nếu mà tính ra thì chỉ được một ủa được nhận thêm nữa nè. Ồ vậy thì cứ làm thôi, thì không thể làm tối đa được bao nhiêu đâu nha. Nên chịu khó xuyên chạy để mà mình định là thu thập cái thời trang hoặc là
anh em sẽ đổi cái này cũng khó tiền phụ hoặc là đổi chân nguyên, anh em đổi chân nguyên cũng được. Đây là một cái nha.